ngày 22 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi đã nhận được đơn kháng cáo của ông Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc. Ông Phúc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sau khi bị Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi tuyên phạt 8 năm tù về hai tội: làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 6 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi tuyên phạt bị cáo Phúc 8 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Phúc đã đủ yếu tố thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Bản thân bị cáo biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích có tiền tiêu xài, đã đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của bà T. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây dư luận xấu trong xã hội nên cần xử lý nghiêm. Theo nội dung vụ án, năm 2021, bà T, ngụ huyện Hóc Môn, mua một thửa đất 420,3m2 nằm trong thửa đất diện tích 892,9m2 tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, với giá 2,4 tỷ đồng, nhưng chưa làm thủ tục tách thửa. Ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà T thông qua ông V, ngụ huyện Củ Chi, giới thiệu và quen biết Phúc để nhờ làm thủ tục tách thửa đất thành hai thửa, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng. Phúc đồng ý dù không có khả năng làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục. Phúc thỏa thuận với bà T và ông V làm thủ tục tách thửa đất với chi phí 135 triệu đồng. Phúc nhận trước 70 triệu đồng. Thông qua mạng xã hội, Phúc thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Sau đó, Phúc đưa cho bà T một giấy, còn giấy giả và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T thì Phúc cất. Phúc đợi đến khi bà T đưa 65 triệu đồng còn lại mới đưa giấy giả thứ hai.